Rồi những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng. Tỉnh ngã sanh chúng ni khi trí và con pháp và kính thỉnh đại đức Pháp Tính giảng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namari Sopatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Nammami Lokassa Nathang Varamuttama Hằng Buddhan Cha Thammang Cha Bhanamami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia này đến quý cô tu nữ cùng các vị. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. À, kính thưa quý vị, quý chí cha Anusaya có nghĩa là hoài nghi, ngủ ngầm, hay là hoài nghi tiền nghi, có nghĩa là cái pháp này cái ngủ ngầm hoặc là tiền nguyên có nghĩa là nó tiềm ẩn, là nó tiềm ẩn nhưng mà không phải là nó có sẵn ở trong tâm của mình. Khi nào mình gặp một cái sự kiện gì đó mình khởi lên cái hoài nghi, thí dụ như giờ mình nghe nói Đức Phật là một cái bậc toàn tri diệu giác, bậc chánh đẳng chánh giác, thì khi mà mình nghe vậy đó, cái tâm mình nó khởi lên cái hoài nghi, nó khởi lên là không biết có phải như vậy không. Mấy vị mà thuyết như vậy đó, nhưng mà không biết là cái vị đó có phải là một cái đấng chánh biến tri hay không. Đó thì trong cái trường hợp đó gọi là mình bị hoài nghi nó khởi lên, có nghĩa là mình có nghe một cái sự kiện gì đó, nghe một cái lời nói gì đó rồi lúc đó cái hoài nghi nó khởi lên, đó nó ngủ ngầm, là nó ngủ ngầm chỗ đó chứ không phải là nó có sẵn ở trong tâm của mình, không phải là nó nằm ở trong đâu. Cũng như quý vị thấy rằng đối với một cái cây sồi, khi mà chúng ta nhìn vào ở trong cái mùa này nó không có trái, nhưng mà khi nào đầy đủ cái điều kiện đến cái mùa, cái thời tiết nó như vậy và nước và phân bón đầy đủ thì lúc bấy giờ nó sẽ ra trái. Đó thì nhưng mà lúc bấy giờ chúng ta không biết nó nằm ở đâu hết. Hiện tại lúc này chúng ta không biết là cái trái sồi
nó nằm ở trong cái thân cây hay là cái nhánh cây hay là cái lá cây, chúng ta không biết nó nằm ngay chỗ nào. Nhưng mà khi mà đầy đủ điều kiện thì trái xoài nó sẽ có ra. Đó, thành ra chúng ta phải biết cái ngủ ngầm là như vậy, là chứ không phải là nó có sẵn ở trong ta. Vậy thì đối với hoài nghi đó, hoài nghi ở đây á, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta hoài nghi về Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp, chư tăng, hoài nghi về Tam học, vân vân. Đó, thì trước tiên á, là chúng ta sẽ tìm hiểu là tại sao mà chúng ta bị cái pháp hoài nghi này. Thì đành rằng là chúng ta chưa có trí tuệ nó sanh lên để mà nó đoạn tận hoài nghi, thì cái chuyện đó nó đã đành rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân mà sâu xa là do đâu quý vị? Là do là ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này nó quá lâu mà chúng ta không có gặp được bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Có nghĩa là tất cả chúng ta ở đây, khi mà chúng ta nghe pháp này, mình biết rằng ở trong cái suốt một thời gian dài ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, mình không có gặp được Đức Phật, không có gặp được giáo pháp công truyền của Đức Thế Tôn, thành ra chúng ta không có gặp được và chúng ta đâu có nghe được. Đó, chính vì vậy đó mà chúng ta không biết, chúng ta không biết Đức Phật, hoặc là chúng ta không biết cái lời dạy của Ngài như thế nào. Mà ngược lại thì chúng ta thân cận với những cái chủ thuyết này, những cái chủ thuyết nọ, thành ra đó bây giờ chúng ta nghe nói Đức Phật là chúng ta dễ sanh khởi hoài nghi, hoặc là chúng ta nghe nói tới giáo pháp là chúng ta sanh cái sự hoài nghi liền. Đó, vì cái nguyên nhân là mình lăn trôi trong dòng sanh tử luân hồi nó dài vô tận, mà mình không gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, không gặp được những cái vị đệ tử của Ngài, những cái bậc thánh tăng thuyết giảng cho chúng ta nghe. Thành ra chính vì vậy đó là chúng ta bị cái sự hoài nghi khi mà nói đến đời sống tâm linh, hoặc là nói về đạo đức là chúng ta dễ bị sanh khởi cái hoài nghi. Vậy thì tóm lại nha, cái chữ hoài nghi á, cái danh từ hoài nghi á, cái cụm từ này á, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là phân vân, lưỡng lự, do dự, mình nghi ngờ. Thì như vậy đó, gọi là chúng ta bị hoài nghi nó chi phối. Vậy thì bây giờ đối với hoài nghi này á, là mình hoài nghi cái gì? Mình hoài nghi về cái gì? Có nghĩa là chúng ta hoài nghi về thực tướng pháp, có nghĩa là hoài nghi về ân đức Phật nè, hoài nghi về ân đức pháp nè, hoài nghi về ân đức tăng nè, hoài nghi tam học nè, hoài nghi quá khứ nè, hoài nghi vị lai nè, hoài nghi về hiện tại, hoài nghi về lý duyên khởi. Hôm nay thì chúng tôi biết rằng quý vị sẽ quên, chúng ta sẽ quên như thế nào hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp. Hôm nay thì cái thời gian chúng tôi cũng rảnh nhiều, thành ra chúng tôi sẽ giảng tường tận cho quý vị nghe. Vậy thì thứ nhất là như thế nào mà mình gọi là mình hoài nghi về Đức Phật, về ân Đức Phật. Có nghĩa khi mà mình nghe gọi là một cái vị Phật á, thì thí dụ như thường thường chúng ta tụng kinh, chúng ta Arahant, Samma, Sambuddho, Vangawa, Buddhang, vân vân, thì có nghĩa là Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là bậc A-la-hán, vân vân. Thì bây giờ đó, chúng tôi gom gọn lại về 10 cái ấn Phật, mình gom gọn lại là còn tóm gọn lại là có 3 cái ân đức. Đức Phật của chúng ta có 3 cái ân đức là tịnh đức, bi đức và tuệ đức. Thì bây giờ chúng ta nghe nói Đức Phật, Ngài có tịnh đức, Ngài có bi đức, Ngài có tuệ đức, mà không biết nữa, mà mình khởi lên hoài nghi là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình nghe nói Đức Phật là có cái tịnh đức xuất thiên quốc khác, không biết là cái tịnh đức đó là như thế nào,
cái tịnh đức đó, đó người ta giảng đó, là trong sạch, là cái sự thanh tịnh, là cái thanh tịnh mà mình không biết Đức Phật có thanh tịnh không, là Đức Phật có thanh tịnh không. Quý vị thấy rằng ở trong thời kỳ Đức Phật đó, có cái nhóm ngoại đạo đó, khi mà đem cái người con gái vô để mà cũng như là làm bôi nhọ Đức Phật, bôi nhọ Đức Phật đó. Là quý vị thấy rằng cái nhóm ngoại đạo á, mà đem cái cô cái người nữ đó vô trong chùa, tối cổ cứ làm bộ cổ đi vô trong chùa, trời sụp tối rồi xong rồi cổ đi cái cửa sau để mà về nhà ở ngoại đạo, về nhà ngoại đạo để mà nghỉ, rồi cổ canh mờ sáng thì cổ tự trong chùa đi ra bằng cái cổng trước nữa. Thành ra đó cứ đi tới đi lui như vậy đó, thì mọi người người ta thấy như vậy, người ta mới hỏi cô đi đâu mà giờ này sáng sớm mà tự trong chùa đi ra, trong tịnh xá đi ra. Thì người ta cứ hỏi đi hỏi lại như vậy đó, thì những ngày sau cô ta mới nói rằng cái chuyện này mấy ông đi hỏi thầy của mấy ông, có nghĩa là đi hỏi bậc đạo sư của mình đó. Thì dần dần về sau đó cô ta mới coi như là giả dạng như cái người phụ nữ mang thai, như cái người phụ nữ mang thai, rồi cuối cùng á thì lại đổ thừa là Đức Phật. Rồi sau đó quý vị thấy rằng cái nhóm ngoại đạo á, mới giết cô luôn, mới giết cô luôn, vùi cái xác của cô ở một cái đống rác ở gần tịnh xá đó. Rồi cuối cùng á, thì phát hiện ra đó thì nhóm ngoại đạo là cho rằng là liên quan đến ở trong tịnh xá. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức vua Bát Xê Na Đí mà có cái công quyền ở xứ đó cho quân lính đi ra, cuối cùng là điều tra ra được là cái nhóm ngoại đạo thuê sát thủ giết rồi vùi xác cô trong đó. Thì cuối cùng thì quý vị thấy rằng cái chuyện đâu nó sẽ sáng tỏ ra đó. Thành ra Đức Phật là một cái bậc tịnh đức, là đối với những cái phiền não của ngài, quý vị thấy rằng ngài đã đoạn trừ hết rồi dưới cội cây bồ đề. Thành ra những cái chuyện đó dù cho có dùng trăm phương ngàn kế nhưng cũng không có làm mất đi cái sự thanh tịnh của Đức Thế Tôn hoặc là những bậc A-la-hán. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì những cái ân đức này của ngài á, do tu tập mà thành tựu, chứ không phải là do một người nào đó phong cho ngài. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với một cái vị Phật á, gọi là có tịnh đức, thì những cái ân đức trong sạch đó của ngài ngài có, hoặc là gọi là ngài có bi đức, ma ca rút ngá ngá, thì ngài có cái bi đức, là cái tình thương của ngài rộng lớn, là cái tình thương của ngài rộng lớn. Quý vị thấy rằng tôn giả Ân Cú Đế Ma La khi mà chưa có trở thành một cái vị xuất gia, chưa có trở thành một cái vị sa môn, là một tên sát nhân hung bạo, nhưng mà Đức Phật vẫn vì cái tâm thương tưởng đến. Tại vì sao? Nếu mà ngày hôm nay bậc đạo sư mà không đi đến để mà ngăn cản Ân Cú Đế Ma La là có thể Ân Cú Đế Ma La sẽ giết mẹ mình, mà hãy giết mẹ mình thì không có cơ hội đắc được đạo quả. Thành ra Đức Thế Tôn đã đi đến để mà ngăn cản cái điều này, giống quý vị biết không? Có nhiều khi chúng tôi nghe những người ta nói giống như là có tích mới có tuồng, có tích mới có tuồng, có nghĩa là có cái sự mà diễn ra như vậy. Nhưng mà thật sự đối với bản thân của chúng tôi, chúng tôi không tin cái điều mà tích tuồng nghĩ trong đó. Tại sao? Tại vì bậc đạo sư với cái thiên nhãn thanh tịnh, bậc chánh đẳng chánh giác, ngài biết được quá khứ hiện tại vị lai của một cái chúng sanh khi mà ngài để tâm đến, và cái chúng sanh nó có duyên lành, thành ra ngài mới đi đến để mà ngăn cản, chứ không phải là tích tuồng ở trong đó. Thành ra có nhiều khi chúng tôi ngồi chúng tôi nghe có nhiều vị đánh giá rằng nó phải có cái tích như vậy, nó phải có tuồng vậy, thành ra bây giờ nó mới còn lại cái câu chuyện này. Thật sự ra đó, chúng tôi khi mà chúng tôi nghe những người đó người ta nói, chúng tôi cảm thấy rất là buồn. Có nghĩa là họ, cái niềm tin của họ yếu quá,
đối với bậc đạo sư hoặc là đối với các vị thánh tăng cần gì mà tích tuồn, cần gì mà tích tuồn quý vị. Đối với phàm phu á, mới cần có hội chúng, mới cần có cái quá khứ, cần có cái lịch sử, cần có những cái công hạnh, cần có những cái này cái kia. Còn đối với Đức Phật và những vị thánh tăng, tham si đã đoạn tận rồi, cần gì mà cái sự tung hô của hội chúng, cần gì mà mọi người mà quan tâm đến quý vị. Quý ngài đó chỉ có thương tưởng đến hội chúng nên quý ngài mới quán xét vào lúc bình minh, có nghĩa là lúc mà vừa hừng đông, các ngài mới quán xét coi chúng sanh nào có duyên lành để các ngài đi đến tế độ. Mà bây giờ mà mình nói người ta là có tích có tuồn thì thật sự rất là đau lòng. À, thật sự cái điều này á, chúng tôi nghĩ rằng không, mình phạm tội. À, mình phạm tội giống như là mình phỉ báng vậy đó. Những cái bậc, một cái bậc đạo sư, một cái những cái vị thánh tăng vì thương tưởng cho đời, vì thương tưởng cho chúng sanh mà các ngài phải quán xét. Bây giờ mình nghĩ đi, đối với bản thân của mình nè, vào canh cuối của đêm, có nghĩa là cái lúc mà hừng sáng, cái giờ giấc đó, cái giờ giấc đó là ngủ ngon, ngủ rất là ngon, mà mình ngủ ngày cho nó đã, mà các ngài á, các ngài thức dậy để mà các ngài quán xét coi ngày hôm nay ai có duyên lành, rồi các ngài đi đến các ngài tế độ. Mà mình nói rằng là có tích như có tuồn, thành ra cái điều này á, rồi không khéo á, đệ tử mình nghe, Phật tử mình nghe. Tại vì sao? Tại vì mình là một cái vị đã xuất gia mấy chục năm rồi, có đồ chúng mới bị, có đồ chúng, có đệ tử, rồi mình buông những lời này ra, rồi đệ tử mình nghe, rồi Phật tử của mình nghe, rồi truyền suốt kiếp, suốt kiếp này luôn. Quý vị thấy rằng một nhà văn, một nhà thơ lỡ mà làm một cái bài thơ nó sai á, thì nó hư có một cái thế hệ đó thôi. Mà những cái kinh điển này đó mà nói ra mà không khéo á, là nó hư một kiếp người luôn. Nó hư một kiếp người luôn. Chỉ có chờ đợi đến chừng nào mà các vị mà Bồ Tát á, mà tái sanh lại cái cõi dục giới này á, thì mới đủ cái khả năng để mà chấn chỉnh lại chấn chỉnh lại những cái lời nói đó. Thành ra đó, chúng tôi sẵn nhân cái dịp này chúng tôi nói, thật sự ra đó, đối với cái ân của Đức Phật, ngài có cái ân đức như vậy, chúng ta đó, không đủ cái khả năng để mà soi xét coi cái tịnh đức đó có không, cái bi đức đó có không. Hoặc là ngọn đắp đó, chúng ta không si này quý vị thấy cái Dạ, sư bị rớt mất rồi. Dạ, kính thỉnh cho sư trở lại. Dạ, quý vị có nghe lại được âm thanh. Dạ, cảm ơn quý vị, cũng may mắn. Như chúng tôi mới vừa rất nét phải không quý vị? Mới vừa rất trong vòng một phút và phải không quý vị? Dạ, xa lúc.
Cảm ơn quý vị. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng là khi mà nói về ân đức của Đức Phật, Ngài chúng ta không cần lượng xét Ngài sâu xa về những cái điều này. Chúng chỉ cần biết rằng là Đức Thế Tôn, Ngài là một cái vị Phật có ở trong lịch sử hay là do truyền thuyết kể lại. Nếu mà truyền thuyết kể lại thì coi như là nó không có những cái chứng từ gốc. Còn nếu mà lịch sử thì có nghĩa là Ngài có cha, có mẹ, sanh ra làm hoàng tử như thế nào, cha của Ngài là ai, mẹ của Ngài là ai, rồi sanh ra như thế nào, lớn lên như thế nào, xuất gia vào thời điểm nào, rồi sau khi xuất gia rồi chứng ngộ pháp như thế nào, để lại cho đời cái gì, vân vân. Thì chúng ta tìm được nhiêu đó là chúng ta công nhận được rồi. Chúng ta công nhận được rồi đó. Thì nếu mà mình muốn tìm về lịch sử Đức Phật, mình tìm ngày nay mình cũng tìm được nhiêu đó, cũng để cho mình có cái niềm tin rồi. Chứ bây giờ mình tìm về Đức Phật, Ngài có cái ân đức nói là tịnh đức xuất tiết của Ngài, là Ngài có một cái sự thanh tịnh, cái ân đức của Ngài cao quý như vậy, biết có không, rồi cái trí tuệ của Ngài như vậy, biết có không. Thì chúng ta bây giờ chúng ta đâu có đủ khả năng, quý vị. Thí dụ như bây giờ mà đối với mình với nhau, mình cũng không kiểm chứng được cái trí tuệ của cái người bạn đạo của mình như thế nào nữa, thì làm sao mà mình kiểm chứng được trí tuệ của một cái vị chánh đẳng chánh giác đó. Thành ra nếu mà chúng ta càng đi sâu vào đặt vấn đề nhiều, càng nhiều thì nó sẽ càng dẫn đến cái sự hoài nghi đó. Vậy thì tóm lại, cái hoài nghi về ân đức Phật có nghĩa là như thế nào? Hoài nghi về cái tịnh đức, cái bi đức, cái tuệ đức của bậc chánh đẳng chánh giác, thì như vậy á gọi là hoài nghi về Đức Phật đó. Rồi như thế nào mà gọi là mình hoài nghi về giáo pháp nó? Có mình hoài nghi về giáo pháp á, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình mình không biết cái lời dạy đó nó có cái ân đức gì hay không. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng mình phân vân, mình lưỡng lự, mình hoài nghi về cái sự đắc chứng về bốn thánh đạo, bốn thánh quả có hay không, rồi mình hoài nghi cái việc mà thành đạt, mình tu tập mà mình chứng chứng được thánh quả có không, có cái chuyện đó không, rồi mình hoài nghi về cái niết bàn, cái trạng thái của niết bàn có phải là chấm dứt về khổ hay không, hay là mình hoài nghi về cái giáo pháp của Đức Phật nghe nói là tạng kinh nè, tạng lực nè, tạng lưng nè, rồi cộng ba cái tạng đó lại là 84.000 pháp môn, thì có phải là như vậy thiệt hay không. Thì quý vị thấy rằng nói về ân đức pháp thì có rất nhiều, nhưng mà rốt ráo cuối cùng là chỉ là cái gì quý vị? Chỉ là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và một niết bàn thôi. Vậy thì cái sự chứng đắc thánh đạo thánh quả đó là do mình hành pháp, mình đắc chứng, hay là do cái sự suy luận? Thì những người mà người ta cứ đặt cái câu hỏi đó, người ta cứ khởi lên những cái điều đó, thì gọi là hoài nghi về ân đức pháp. Quý vị thấy rằng thí dụ như bây giờ có nhiều người người ta phái luận bàn về niết bàn, tối ngày người ta cứ ngồi người ta luận bàn về cái niết bàn. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị biết rằng đối với niết bàn mình hiểu một cách mà gọn gàng thì được, chứ mình ngồi mà mình cứ suy luận, cũng như là có một số ngoại đạo hoặc là một số tôn giáo khác đó, thì người ta cho cái niết bàn là cái nơi cư trú của cái chúng sanh. Nhưng mà khi mà mình học ở trong A Tỳ Đàm, mình học trong cái diệu pháp này nè, thì quý vị thấy niết bàn là cái gì? Niết bàn là cái trạng thái tịch tịnh, cái trạng thái hoàn toàn vắng mặt những cái phiền não, vắng mặt ngũ quẩn đó. Mà niết bàn này là do tâm biết, tâm biết nên
Niết bàn chỉ là cảnh. Chứ niết bàn không phải là cõi, không phải là cái chỗ mà mình leo lên đó để mà mình trú, mà hoặc là không phải là cái chỗ mà để mà mình sanh về cái cõi đó. Có nghĩa là bây giờ đó, khi nào mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy cái trạng thái tâm của mình nó không còn tham, không còn sân, không còn si, tham sân si được đoạn tận từ gốc rễ của nó luôn, được đào bứng, được phá hủy là cái mầm của tham, cái mầm của sân, cái mầm của si, thì như vậy cái trạng thái đó ở trong khi mà tâm mình biết được cái trạng thái đó là mình kiểm, mình quán xét lại cái tâm đó là cái trạng thái của tham sân si nó vắng lặng, nó bị bứng gốc, bị thiêu đốt, bị cũng như là làm cho hư rồi, thì cái trạng thái đó là cái trạng niết bàn, trạng thái của niết bàn. Vậy thì bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta kiểm soát lại đi, tâm mình còn tham không? Còn. Tâm mình còn sân không? Còn. Tâm mình còn si không? Còn. Rồi mình còn xa, còn cách xa với niết bàn đó, thì mình đối với mình quán xét á, thì mình phải quán xét như vậy đó. Thành ra á, quý vị thấy rằng ngay cả cái lời dạy của Đức Phật á, quý vị biết rằng á, ở trong cái nước Việt Nam mình, trong cái người Phật tử của mình, trong cái cộng đồng tu sĩ của mình, nhiều khi á, mà còn cái sự tranh luận, còn cái sự tranh luận, quý vị biết rằng có một số người á, người ta cũng đến giờ này mà người ta vẫn nói rằng là tạng vi diệu pháp không có, tạng vi diệu pháp không có. Vậy thì quý vị rằng á, đối với á, tạng vi diệu pháp không có thì tại sao? Vậy thì 84.000 pháp môn ở trong đó, đó ở trong đó là đối với tạng lực á, là 21.000 pháp môn, rồi cái tạng kinh á, là 21.000 pháp môn nữa, là 42.000 pháp môn. Vậy thì 84 mà trừ 42 ra đó thì còn 42. Vậy thì 42.000 pháp môn này nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Mà trong khi á, một cái vị Bà La Môn đó hỏi Ngài Ananda đó, cái giáo pháp này á, có bao nhiêu pháp môn, rồi Ngài được nghe từ đâu? Thì Ngài Ananda trả lời á, ta được nghe từ nơi Đức Thế Tôn là 82.000 pháp môn, rồi được nghe từ các vị tôn giả thuyết giảng là 2.000 pháp môn, thành ra tổng cộng là 84.000 pháp môn. Thì quý vị nghĩ đi, không lẽ Ngài Ananda ngày nhầm lẫn, ngày nhầm lẫn về những cái điều này đó. Rồi thành ra đó, thành ra mình đừng có nói ở đâu xa, ngay cả trong Việt Nam là có những nhóm, mà những một số người tới giờ này mà vẫn còn cho rằng là cái tạng vi diệu pháp không có, mà trong khi á, mình đi qua bên Tích Lan có nè, Miến Điện có nè, Thái Lan có nè, nhất là ở bên Miến Điện quý vị thấy rằng á, hoặc là ở Thái Lan đều ghi là trung tâm pháp học Á Phí Tâm Mát, người ta còn để cái bảng như vậy, vừa tiếng Miến mà vừa tiếng Anh đó. Mà bây giờ nếu mà không có, ai dám để cái bảng đó quý vị? Đâu phải là ở bên Miến Điện, đâu phải là mình muốn tự xưng là xưng được đâu, vẫn còn chính phủ, vẫn còn những ngày tam tạng. Nếu mà mình để trung tâm pháp học Á Phí Tâm Mát vậy thì coi như là các ngài sẽ đến tháo bảng nó xuống sao đó. Thành ra quý vị nên nhớ rằng cái câu trả lời của Ngài Ananda là ta nhận từ Đức Phật 80.000 pháp, còn nhận từ Tỳ Khu thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng của các ngài vẫn còn ghi lại đủ ở trong kinh sách đó. Thành ra thành ra chúng ta không có lấy cái lý do gì để mà chúng ta hoài nghi về pháp bảo, hoài nghi về cái ân đức pháp. Rồi như thế nào mà được gọi là hoài nghi về ân đức tăng? Có nghĩa là đối với tăng thì chúng ta thấy rằng nếu mà chia gọn ra thì có hai: phàm tăng và thánh tăng. Có nghĩa là mình nghi ngờ các ngài này không biết có phải là chứng đắc được đạo quả, thành ra gọi là thánh tăng, gọi là bậc thanh tịnh hay không,
hay là giống như thời nay mà Tấn Phong, được Tấn Phong hòa thượng, được Tấn Phong thượng tọa, đó thì như vậy á, có nghĩa là mình nghi ngờ những cái vị thánh tăng, không biết là Subhatibbano có phải là bậc trực hạnh, bậc thiện hạnh rồi này kia hay không đó. Rồi không phải là, rồi không biết là các ngài thánh tăng là những bậc đã đoạn tận lậu hoặc hay không đó, thì mình có cái sự hoài nghi như vậy á, thì gọi là hoài nghi về ân đức tăng đó. Rồi mình giờ mình không biết là thời nay á, mình hoài nghi á, phàm tăng là như thế nào, có nghĩa là giờ thời nay á, mình suy nghĩ không biết là mấy vị đó tu vậy á, rồi rồi tụng thiên ngôn tác bạch, tứ tác bạch thiên ngôn, chết thức thác, câm má qua cha vậy á, không phải là biết phải thành tựu thì khôn hay không đó. Thì những cái điều này á, chúng ta có thể chúng ta xem lại trong kinh điển được. Ở trong thời nay, ở trong thời nay, khi mà một cái vị thiện nam tử, có nghĩa là một cái vị giới tử sinh xuất gia tỳ khu, xuất gia sa di xong xuất gia tỳ khu, xuất gia tỳ khu á, thì lúc bấy giờ á là những cái vị, hai cái vị tiên ngôn á mới trình với chư tăng, hôm nay là cái giới tử này hoặc là cái vị này sinh xuất gia, mà cái vị này là không có bị thiếu nợ, không có bị quan quân truy đuổi đồ này kia, không có bị bệnh cùi bệnh lao này kia, thành ra vô sinh xuất gia với điều kiện là các vị này được cha mẹ đồng ý, rồi không có bị quan quân truy nã gì hết. Thì như vậy á là hai cái vị mà tiên ngôn á là tác bạch lên 4 lần như vậy, 4 lần như vậy xin thỉnh chư tăng. Thì sau khi mà xin rồi đó thì chư tăng, các vị nào đồng ý thì im lặng, còn không đồng ý thì nói ra. Thì khi mà chư tăng đã im lặng thì hai vị ghi nhận là sự im lặng của chư tăng là đồng ý cho vị này xuất gia trở thành một cái vị tỳ khưu đó. Thì có nghĩa là cái hội chúng nó xác nhận, cái hội chúng nó xác nhận, chứ có gì đâu mà bây giờ mình nghĩ rằng là có thành tựu hay không thành tựu đó. Thí dụ như giờ bây giờ cái vị đó xin vô ở trong cái lớp học này, làm một cái vị mà làm một cái vị mà MC, hoặc làm một cái vị mà phụ giúp ở trong room, thì tất cả chúng ta đồng ý thì chúng ta sau này mai mốt này chúng ta biết rằng cái vị đó là có cái trách nhiệm ở trong cái lớp học này, chứ có gì đâu mà mình gọi là thành tựu hay là không thành tựu đó. Thành ra đó, cái điều này á, có nhiều người á, sẽ làm gây rối, làm cho người ta hoài nghi về ở bên Việt Nam á, tu nó thành tựu còn hay là không thành tựu, rồi ở bên Miến Điện thành tựu hơn ở bên Việt Nam, vân vân. Thì thật sự ra người ta không có đọc vô cái chỗ đó, người ta không có đọc vô cái chỗ đó. Thành ra đó, cứ nói đi nói lại, làm cuối cùng, thời xưa thì có những người hoài nghi về là các bậc thánh tăng, còn thời nay á, thì mình hoài nghi ở chỗ này mới thành tựu tỳ khưu tăng, còn chỗ kia không thành tựu, thì làm cho mình có cái sự hoài nghi này thì sao quý vị? Thì các thiện pháp mình nó không tiến hóa thôi, thiệt thòi bản thân cho mình đó. Thành ra nó, chúng ta phải biết về luật, chúng ta phải học kỹ cái chỗ này thì chúng ta mới xóa được cái hoài nghi. Đó là chúng tôi đã trình bày về hoài nghi về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Kế tiếp đó là hoài nghi về tam học, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là hoài nghi về giới, định, tuệ. Hoài nghi về giới có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là giờ mình phân vân quá, mình lưỡng lự quá, mình không biết là mình giữ giới vậy đó, mình ngăn cản những cái điều ác xấu quá, nó có đem lại an lạc hay không đó. Giờ quý vị thấy rằng hồi trước giờ quý vị tu tập đó, quý vị nguyện, quý vị giữ giới, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu. Rồi giờ mình hoài nghi, mình phân vân quá, không biết sao nói giữ giới nó được an vui lắm, thọ sanh lạc cảnh đồ này kia, nhàn cảnh đồ này kia đó, mà không biết có không. Thì bây giờ mình kiểm chứng lại đi, mình kiểm chứng lại trong tâm của mình. Từ ngày mà tôi biết đạo á, tôi cũng có sát sanh, tôi cũng có giết con vật nè,
Từ ngày mà tôi biết đạo rồi á, cái gì của ta mà lỡ mà có để quên lại ở trong nhà tôi cũng không có trộm cắp, tôi cũng không có ý muốn lấy của người đó. Để mà tôi ngược lại, tôi còn có cái ý là sau này gặp lại người đó tôi sẽ trả lại. Rồi cái chuyện tà dâm tôi cũng không có thích thú về cái chuyện đó, đụng chạm đến gia đình người khác, hoặc là về nói dối tôi không có thích, nói dối với người nào hết. Về uống rượu tôi cũng thích. Thì quý vị kiểm soát lại. Vậy thì quý vị khi mà mình gìn giữ năm giới vậy mình có an vui không? Thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó có đó, thì mình tự kiểm chứng lại ở trong tâm của mình thì mình sẽ thấy mình được an lạc, tinh thần của mình. Tuy rằng đời sống của mình nó không có đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng mà trong thời gian qua mình có tu tập, nếu mà lỡ mà có cái gì mình cũng có hối tiếc, không có hối hận, vân vân. Thật sự ra quý vị, khi mà chúng ta mà suy nghĩ mà chúng ta được được kiện toàn về năm cái giới này, tự nhiên cái tinh thần của chúng ta nó vững lắm quý vị. Thì chính là cái vững đó thì chúng ta thấy rằng là giới này nó có công năng hướng thượng, nó đem lại cái sự an lạc cho chúng ta. Đặng thì chúng ta quán xét lại như vậy, chúng ta không có hoài nghi về giới. Rồi đối với như thế nào mà gọi là hoài nghi về định, có nghĩa là bây giờ mình thấy không biết là nói về định là làm cho cái thân tâm của mình nó yên tịnh, dẫn đến cái sự tiến hóa mà không biết có không. Thì bây giờ mình tu tập, khi mà mình hành thiền, mình thấy tâm của mình nó không có lo âu, nó không có bồn chồn, nó không có phóng dật đồ này kia, thì mình biết đó là cái sự tu tập mình nó có hiệu quả, nó có cái sự định tâm rõ ràng, thì chúng ta không có hoài nghi về định. Mà hễ mà cái định này chúng ta càng phát triển thì tâm của chúng ta nó sẽ vững vàng hơn, thì nó sẽ dần dần nó sẽ dẫn đi đến cái sự giải thoát thôi. Thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi những cái phiền não, thoát khỏi những cái truyền cái, vân vân. Từ từ nó sẽ đi lên đó. Thì nhờ như vậy chúng ta không có bị vân vân hoài về định. Hoài nghi về tuệ có nghĩa là như thế nào? Mình lưỡng lự không biết có thật sự cái trí tuệ nó đưa đến giác ngộ đạo quả niết bàn không. Thì quý vị thấy, đối với bất cứ một cái điều gì, khi mà chúng ta thành tựu được phần nhiều là do trí tuệ, chứ không có ai mà người ta cứu rỗi mình hết. Do cái trí của mình sanh lên, mình biết những cái nhân này nè, những cái nhân này làm cho mình đau khổ nè, những cái nhân này nó làm cho mình hạnh phúc nè. Đó thì cái điều này mình biết được là do cái trí tuệ của mình quý vị. Chứ không có ai mà đem mình từ cõi khổ ra cái cõi vui hết. Đó thì mình hiểu được cái điều này nhé, thì chúng ta sẽ dần dần loại bỏ được cái sự mà hoài nghi về tuệ, hoài nghi về tuệ. Vậy thì đó là hoài nghi về giới, định, tuệ, là hoài nghi về tam học. Rồi còn như thế nào mà được gọi là hoài nghi về quá khứ? Hoài nghi về quá khứ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là giờ mình cứ phân vân, mình cứ lưỡng lự, mình không biết kiếp trước của mình không, kiếp trước không biết là mình là người nam hay là người nữ, người ở cõi nào đến, hoặc là mình là một cái loài nào đó đến ở trong cái đời người này, hay là mình do cái gì mà nó quá xanh. Giống như quý vị coi phim tàu, mọi vị coi Tề Thiên Đại Thánh ở trong cục đá nổ ra cái điều đó. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta là như vậy, chúng ta là do nghiệp tham ái, do nghiệp và cái sự tham ái vô minh nó hình thành, chứ chúng ta không phải là tự nhiên mà dửng dưng chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của tôi không? Alo. Cảm ơn Phật tử Rạng Đông. Vậy thì chúng ta nhớ không? Hoài nghi về quá khứ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình phân vân, mình lưỡng lự, mình không biết là phải kiếp trước là do một cái nghiệp gì đó, giờ mình thành người, mình sanh làm cái mình có mặt ở cuộc đời này hay không. Rồi không hay là cái kiếp trước
mình không có tự nhiên ở đâu mình rớt xuống nè, tự nhiên ở đâu mình có mặt ở trên cái cuộc đời này nè. Đó rồi á, rồi mình không biết là cái kiếp trước á, mình nếu mà kiếp trước mà mình có mặt á, thì không biết là cái kiếp trước của mình á, lúc đó mình làm người hay làm thú hay làm ma vương hay làm gì đó. Thì những người mà có cái sự phân vân lưỡng lự như vậy đó thì gọi là hoài nghi về quá khứ. Nó kế tiếp đó là hoài nghi về vị lai, có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là mình không biết đó, đó ví dụ như giờ này, mình ngồi mình tu như vậy nè, mà giờ mình không biết đó là khi mà mình chết đó, là mình có tái sanh không, có tái sanh làm người làm thú hay là sanh xuống địa ngục này kia hay không. Đó thì mình hoài nghi về vị lai là như vậy đó. Đó rồi á, rồi mình tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ không biết có kiếp sau không, không có cái đời, không biết có cái đời sống sau này không ta, hay là chết là hết. Đó như vậy gọi là mình hoài nghi về vị lai. Mà nếu mà bây giờ tự nhiên cái mình ngồi mình suy nghĩ nữa, nếu mà bây giờ á mà có cái đời sau á, thì á, mình không biết là đời sau mình sanh về đâu, mình sanh làm người nữa hay sanh làm một cái loài gì đó, mà hoặc là sanh làm là chư thiên vân vân, mình không biết có phải thiệt vậy không. Đó là mình hoài nghi về vị lai. Rồi á, mình không biết ở trong cái đời sống sau á, là mình có ảnh hưởng về những cái nghiệp ở trong hiện tại này mình làm không. Thì như vậy á gọi là mình hoài nghi về vị lai. Nghe mình ngồi rảnh lắm, mình ngồi suy nghĩ chuyện chuyện này chuyện kia mà suy nghĩ toàn suy nghĩ sai không biết. Ví dụ như mình ngồi mình suy nghĩ bây giờ mình không tu tập, đời nay nó vậy, đời sau nó khổ hơn, thành ra thôi mình ráng mình lo tu tập, thôi mình cũng cố gắng mình tu tập được chút đỉnh nào hay chút đỉnh đó, để đời sau á, mình có cái nó tốt hơn, nó có cái sự tốt đẹp hơn để mình cố gắng là mình tu hành nữa. Đó thì cái sự suy nghĩ vậy nó tốt. Còn giờ mình suy nghĩ đời sau không biết có mình không, mình đời sau không biết mình có cái sự tái sanh không, mình nếu mình có tái sanh mình làm gì, mình làm nghề nghiệp gì, rồi á, mình có bị khổ không, là mình hay là cái kiếp sống sau này mình sẽ ra sao này kia vân vân. Quý vị có nhiều khi đó, quý vị tưởng chúng tôi rằng thiết những cái điều này là không có ai suy nghĩ, thật sự ra có những người người ta suy nghĩ nhiều, người ta suy nghĩ về nhiều về cái này. Mà quý vị biết đó, mình suy nghĩ nhiều về cái này á, nó không có làm cho mình trí tuệ phát sanh mà hoài nghi phát sanh. Cũng như những lần mà chúng tôi những lần trước mà chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nghe đó, mà nói về ngoại đạo đó, có những cái pháp tu thiền đó, rất là ngộ đó. Họ ngồi họ đọc: trước khi cha mẹ ta chưa sanh ta ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai. Đó cứ ngồi đọc cái đó hoài, quý vị biết là coi như là vài ngày thôi, một tuần lễ thôi, 10 ngày thôi, người đó bị điên loạn liền. Bị điên loạn liền. Bây giờ mà chúng tôi nói với quý vị, mà nếu mà quý vị mà không tin á, quý vị không tin á, mà quý vị á, ngồi quý vị đọc cái câu đó riết đi, chúng tôi nói là coi như là đầu của mình á, nó sẽ bị nhức lên, đầu của mình nhức lên, mà thần kinh của mình nó căng thẳng lên đến nỗi mà quý vị sẽ không đi đại tiện được luôn. Có nghĩa là mình bị căng thẳng quá. Nếu mà bây giờ quý vị ngồi mà quý vị đọc đi, quý vị đọc thầm câu đó mà quý vị đọc riết suốt ngày suốt đêm: trước khi cha mẹ ta chưa sanh ta ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai, là coi như là chúng tôi bảo đảm 10 ngày hoặc một tuần lễ thôi là quý vị coi như là bị một cái chứng bệnh là không trị được, mà giống như cái người người ta tâm thần á, còn cho bác sĩ còn cho thuốc uống được, còn mình bị những cái chứng bệnh này rồi là coi như chết, là chết. Thành ra quý vị thấy rằng á, ở trong cái điều mà chánh kiến á, có một điều đó là thôi xã giao ngoại giáo. Thôi xã giao ngoại giáo có nghĩa là thường thường mình nghĩ những người ngoại đạo ngoại giáo thôi mình cũng xã giao với họ,
Noel người ta mời mình đi qua nhà thờ thôi, mình cũng đi qua đồ này kia đó. Nhưng mà thật sự ra cái người mà người ta làm việc ở bên Bộ Ngoại giao thì để cho người ta đi làm cái chuyện đó, còn mình là cái người mà tu Phật, mình là cái người mà lo tu với là lo cho chồng, lo cho vợ, cho con đồ này kia, thôi cái chuyện đó nó cũng cần thiết là để đi xã giao đó. Thành ra chúng ta phải suy nghĩ về như vậy để mà mình thôi xã giao đó đó. Vậy thì đó là cái người mà hoài nghi về vị lai. Còn như thế nào mà được gọi là hoài nghi về về hiện tại quý vị? Quý vị biết á, những cái người mà người ta hoài nghi về hiện tại á, có nghĩa là người ta suy nghĩ vậy nè, người ta suy nghĩ rằng là mình có mặt ở đây á, mình có mặt ở trên cái cuộc đời này á, là do mình là ví dụ như là tiên mắt đỏ đồ này kia đó, hoặc là giống như là mình là con của một cái đấng nào đó, rồi mình bị đọa xuống đây á. Cũng như quý vị coi ở trong phim phim mà phim tà ngày xưa đó đó, thành ra mình dễ bị vướng vào cái sự mà hoài nghi về hiện tại đó, quý vị thấy không? Mình có, hồi xưa mình coi phim tàu á là do mình bưng cái đèn gì ở trên cái cổ trời á, rồi mình lỡ tay mình làm bể á, rồi bắt đầu mình mới bị đọa xuống cái cõi trần gian này. Thật sự ra cái điều đó nó đâu phải, quý vị. Bằng chứng mà chúng tôi chứng minh cho quý vị nghe là ở trong kinh điển ở trong kinh điển là quý vị thấy rằng là nói về cái phẩm mà phẩm hoa là quý vị thấy rằng có một cái nàng mà nàng sự phụ đó, ở trên cõi trời đang hái hoa với thiên tử, nhưng mà do hết tuổi thọ thành ra rớt xuống cõi người, sanh lại làm người, có cha có mẹ đàng hoàng, lớn lên có sự nghiệp đồ đàng hoàng, rồi cũng vô chùa phục vụ đó, rồi cuối cùng do cái phước đó mà sanh lên cõi trời trở lại đó. Hoặc là những cái phương pháp thiền quán mới cho chúng ta thấy cái đối với tiền thân của bà Quý Sa Kha, khi mà thấy cái người phụ nữ đó được Đức Phật tán dương là trong cái hàng tín nữ nàng Quý Sa Kha là có đệ nhất về niềm tin đó. Thành ra tiền thân của bà Quý Sa Kha nghe cái điều đó hoan hỷ quá, thành ra cúng dường liên tiếp 7 ngày, rồi sau khi cúng dường xong ước nguyện sau này sẽ trở thành một cái tín nữ mà có niềm tin nhất, đứng đầu về về niềm tin trong cái hàng tín nữ đó. Thì khi mà phát nguyện như vậy, thành ra các vị mới phân tích do vô minh, tham ái và nghiệp và cái sự chấp thủ ra mới có cái sự mà luân hồi. Thì tại sao mà trong khi đó mà nói cái nàng tín nữ đó là vô minh? Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với ánh mắt thiền quán thì khi mà Đức Phật thuyết pháp chỉ về cái người đó, các vị tỳ khưu đang quán xét thì chỉ thấy danh và sắc, danh và sắc thôi. Còn đối với người con gái này thấy cái người nữ đó là Visakha, thành ra đó là vô minh cái chỗ đó, chứ không phải là giống như mình la mình chửi người ta là vô minh đâu. Có nghĩa là đối với các vị mà có cái ánh mắt mà trí tuệ, có cái ánh mắt của thiền quán, thấy cái vị đó là danh pháp và sắc pháp. Nhưng mà Đức Phật khi thuyết pháp là phải dùng những cái ngôn từ chế định để cho người ta hiểu, cho người ta nghe, người ta biết là đang nói về tín nữ Visakha, là trong hàng tín nữ vị người con gái có tên là Visakha là đệ nhất về niềm tin đó. Thì phải dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả cho người ta hiểu đó. Thành ra vô minh này, vô minh cái chỗ đó. Rồi cái tham ái là như thế nào? Có nghĩa là bây giờ tôi ham thích, sau này tôi trở thành bà Quý Sa Kha, thì như vậy gọi là tham ái, chứ không phải là đối với cái sự tham về dục tình đó. Rồi khi mà có vô minh rồi có tham ái
Rồi cái người đó người ta muốn, người ta muốn trở thành cái vị đó thì người ta phải sao quý vị? Phải có những cái hành động thiện. Phải có những cái hành động thiện. Rồi những cái hành động thiện đó được lặp đi lặp lại. Nó rồi cái sự tham ái đó có nghĩa là cái sự ước muốn. Ngày hôm nay mình cũng ước muốn sau này mình thành Bà Quý Sa Kha. Ngày mai mình cũng ước muốn là sau này mình thành Bà Quý Sa Kha, Quý Sa Kha. Tháng tới, năm tới, kiếp tới nữa vân vân. Thì cái sự tham ái đó nó được lặp đi lặp lại thì nó là thủ, thì nó là thủ đó. Thành ra chứ chứ không phải là đây là cái khi mà chúng ta nghe nói rằng chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này là do vô minh tham ái chấp thủ rồi do nghiệp, chúng ta tưởng là đang bị chửi, đang bị phỉ báng chứ không phải. Không phải nói lên cái tiến trình, nói lên cái tiến trình để mà hình thành cái đời sống sao cho mình đó. Thành ra quý vị nhớ cái điều này. Chúng tôi ráng, chúng tôi cố gắng, chúng tôi lặp đi lặp lại những bài pháp nào mà có liên quan về cái điều này, chúng tôi lặp đi lặp lại cho quý vị nhớ, cho quý vị nhớ để lâu ngày nhiều khi mình quên á, mình nghe người ta nói á, cái vị đó do cúng dường rồi phát nguyện trở thành đệ nhất về niềm tin, đệ nhất về thần thông á, rồi ở trong kinh nói cái vị đó là đang bị vô minh chi phối, tham ái chi phối, rồi nghiệp chi phối, rồi thủ chi phối. Mình tưởng tại sao mà đang cúng dường mà đang tạo thiện nghiệp mình nói vô minh tham ái này kia, rồi mình tưởng là cái điều đó là xấu, chứ không phải. Cái sự thật nó là như vậy, cái hiện trạng, cái tướng trạng nó đang là diễn tiến như vậy thì các ngài giải thích cho mình nghe, chứ không phải là nói chỉ trích về cái người đó. Đó vậy thì là quý vị thấy rằng là đối với trong cái trường hợp đó mình không hiểu được. Bây giờ mình tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ, mình không phải, mình có phải con của ông Quan Thánh Đế hay là con của bà mẫu gì đó rồi mình bị đọa xuống đây hay không, thì những cái trường hợp đó đó gọi là mình hoài nghi về hiện tại. Còn bây giờ mình biết tôi có mặt ở trong cuộc đời này là do cái nghiệp gì đó rồi nó hiệp trợ vô minh với tham ái nên tôi có mặt ở đây, tôi có mặt ở trong cuộc đời này đó. Chúng ta luôn luôn chúng ta hiểu được như vậy, không có bị hoài nghi về hiện tại. Còn giờ mình không biết là khi mà gặp mấy sư thì mấy sư nói là do vô minh tham ái nghiệp rồi cái sự chấp thủ thành ra mình khó mặt ở trong cái cuộc đời này. Rồi bây giờ tôi lỡ cái ông thầy bói đó với là mấy bên mấy thầy thì mấy thầy coi tử vi cho tôi thì mấy thầy nói tôi đó là con của bà mẫu thánh đế gì đó rồi bị đọa xuống đây, hay là con của mẹ nào đó rồi bị đọa xuống đây. Rồi giờ không biết mấy ông sư nói vậy, mấy ông thầy nói vậy, mà bên mấy ông sư thì coi như gom gom lại có chừng vài ngàn Phật tử là nhiều. Còn bên kia nếu mà nói người ta sai nha thì người ta tại sao người ta có mấy chục triệu Phật tử, chùa người ta lúc nào cũng đông quá trời vậy đó, chùa người ta một cái lễ vậy là mấy ngàn Phật tử về, 5 ngàn, 10 ngàn. Còn chùa mấy sư nói nhiều khi mấy sư nói chánh pháp nó đúng quá, mà sao chùa có 300 Phật tử về dự đại lễ dân y ca thi ná lớn vậy mà có 300 người về dự rồi. Còn bên kia mà nói người ta nói sai mà người ta tới 10.000 người về dự, dự đông đầy nghẹt nguyên cái núi đó luôn, thiếu nước thiếu điện thiếu gạo đủ thứ như vậy là sao đó. Thì càng ngày mình càng sanh vô cái sự hoài nghi đó. Chưa chắc gì là đông là đúng, chưa chắc gì là ít là sai hoặc là ít là đúng, nhưng mà do cái trí của chúng ta suy xét. Cũng như bây giờ á, bây giờ á, thí dụ như chúng tôi cho quý vị, chúng tôi cho quý vị là 1 tấn lúa, 1 tấn lúa, rồi một bên á là cái số tiền á hoặc là cái số vàng mà nó tương đương với 1 tấn lúa thì mình lấy nào quý vị? Cái vàng hoặc lấy tiền nó tiện hơn. Thành ra chưa chắc gì cái số nhiều này nó là quý, đó. Thành ra chúng ta nhiều khi chúng ta phải cân đo lại, chúng ta phải cân đo lại những cái điều này đó. Rồi cuối cùng là hoài nghi về cái lý duyên sinh.
hoài nghi về lý duyên sinh, có nghĩa hoài nghi về cái lý duyên sinh á, lý duyên khởi rồi đó là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình nghe nói, ví dụ như là nghe giảng, nghe mấy vị giảng do vô minh rồi có hành mà không biết có đúng vậy hay không, rồi á, khi mà nghe nói là do vô minh rồi có hành, rồi do hành rồi có thức, rồi không biết là có những cái chuyện đó hay không, hoặc là hành duyên cho thức rồi có thật không, hay là thức rồi nó có sẵn, rồi cái gọi là cái thức tục sinh nó thì là do nó có sẵn rồi, bây giờ tục sinh làm sao là đi tìm, cũng như là cái thức tái sanh của chúng ta đó nó có sẵn vậy rồi, rồi đến đúng lúc đó nó đi tìm cái chỗ mà nó trú, thành ra nó hình thành lên là một cái đời sống khác đó. Thì ngay cái chỗ này á, hành mà duyên cho thức à, có nếu mà nói về á, hành mà duyên cho thức mà cái lúc mà tục sanh á là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc cận tử nghiệp của chúng ta đó, thì chúng ta nhớ lại một cái hành động nào đó ở trong cuộc đời của mình. Đối với ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta có rất là nhiều cái hành thiện. Bây giờ mình nói về cái hành thiện và cái hành bất thiện đi, là có nghĩa là ở trong đời sống của tất cả chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng tôi là năm nay là chúng tôi 45 tuổi, thì từ hồi mà chúng tôi sanh ra tới 45 tuổi đó, thì những cái hành bất thiện á, chửi mắng rủa nói dóc nói đủ thứ, làm đủ cái chuyện hết, làm những cái hành động sát sanh trộm cắp tạp dâm, nói chung là đủ thứ hành động hết đó, gọi là cái hành bất thiện. Rồi nói về cái hành thiện á, từ ngày mà chúng tôi khôn lớn rồi thì mình cũng biết đi làm từ thiện, cũng biết đi làm những cái chuyện công đức, rồi sau đó mình đi tu tập đồ này kia vân vân, cho đến nay thì những cái hành động thuộc về thiện và bất thiện nó có đủ hết luôn à, nó có đủ hết, nó có quá trời. Nhưng mà lúc cận tử nghiệp của mình à, của chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi chỉ nhớ đến một cái hành động bất thiện nào đó, hoặc là một cái hành động thiện nào đó. Ví dụ như giờ chúng tôi cái lúc mà chúng tôi cận tử nghiệp mình đến đi, mình nhớ tới lần đó là lần đầu tiên ở trong đời mình được cúng dường đến 40-50 vị sư một cái buổi ăn trưa, thành ra mình nhớ đến cái điều đó, tâm mình hoan hỷ quá, hoan hỷ quá đó, thì cái sự hoan hỷ đó mình nhớ đến đó là thiện pháp, tâm thiện nó sanh lên, nó cho mình cái quả thiện đi tái sanh, thì gọi cái đó là cái thức tục sinh, hoặc là cái lúc mà cận tử nghiệp tự nhiên mình nhớ hồi đó là mình đi câu cá ha, câu cá về với bạn bè, rồi bắt đầu á là mình lúc đó là coi như là mình tháo cái lưỡi câu ra, rồi mình vuột nhớ con cá đó, rồi mình mằn mình rửa sạch đồ này kia, rồi mình chiên giòn rồi ăn với rau sống, rồi cuộn lại với nước chấm nước mắm đồ này kia ha, thì mình nhớ về cái điều bất thiện đó, nó cho mình cái tâm bất thiện nó sanh lên, nó cho mình cái quả bất thiện, cái quả bất thiện nó nó dẫn mình đi tái sanh, thì cái đó gọi là cái thức tái sanh đó, chứ không phải là cái thức đó tự động có sẵn. Nó có những người ta nói rằng á, hành duyên cho thức, nhưng mà có phải như vậy không, hay là cái thức có sẵn, cái sự sắp sẵn nó có sẵn rồi, bây giờ nó chui vô, nó tìm bào thai nào đó nó chui vô, cái điều đó nó không có. Có nghĩa là cái lúc cận tử nghiệp mình nhớ cái chuyện bất thiện hay là cái chuyện thiện đó, thành ra tâm thiện hoặc tâm bất thiện nó sanh lên, nó cho mình cái quả thiện hoặc là cái quả bất thiện để mà mình tái sanh. Thì trong khi đó chúng ta gọi là hành duyên thức, mà thức thì cái thức tục mình tái sanh à, cái thức tục sanh mà chứ không phải là nó có sẵn à, nó không phải có nó có sẵn ở đó rồi tới giờ đó rồi nó tìm cái bào thai nó chui vô cái điều đó nó không có cái điều nó không có những vị đó. Thì những người mà người ta hoài nghi về những cái điều này á, gọi là hoài nghi về cái lý duyên sinh, hay là người ta hoài nghi trong cái lý duyên sinh đó
mình nói là hành duyên do thức, mà người ta không biết là, người ta suy nghĩ rằng không biết là phải hành duyên do thức không, hay là những cái thức này nó có sẵn ở đâu đó rồi, bây giờ nó chỉ cần nó tìm cái chỗ mà nó trú ẩn thôi. Đó, thành ra những người đó là gọi là người ta bị cái pháp ngoại nghi đó. Vậy thì chúng tôi cố gắng trình bày cho quý vị nghe về cái pháp hoài nghi này. Khi mà chúng ta nói về hoài nghi tiền miên hoặc là hoài nghi ngủ ngầm, có nghĩa là những cái pháp này nó tiềm ẩn. Bây giờ mình nghe người ta giảng tới lý duyên sinh cái mình cũng hoài nghi, mình nghe người ta nói đến Đức Phật cái mình sanh lên hoài nghi. Đó, thì cái hoài nghi này nó ngủ ngầm, nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta. Rồi khi mà có cái duyên của cái tiếng nói hoặc là cái sự kiện, cái hình ảnh gì đó, rồi nó sanh lên, thành ra gọi là hoài ngủ ngầm. Đó, vậy thì chúng ta muốn mà dứt được cái hoài nghi này, thì chúng ta khi mà chúng ta chứng được quả vị tu đầu quờ, thì chúng ta sẽ động tận được si hoài nghi. À, còn ở trong ngay hiện tại này, chúng ta cố gắng, chúng ta học pháp, chúng ta thấy cái nào mà liên quan đến kinh thì học bên kinh, còn liên quan đến luật thì chúng ta tìm hiểu về luật, thì lâu ngày nó sẽ xóa đi được cái ngoài đi đó. Thành ra đó, chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi biết rằng, thật sự ra chúng tôi biết rằng là quý vị lâu ngày quá quý vị cũng quên như thế nào hoài nghi về Đức Phật, như thế nào hoài nghi về giáo pháp, như thế nào hoài nghi về chư tăng, hoài nghi về quá khứ giới định tội đồ này kia. Thành ra chúng tôi ráng cố gắng để mà thuyết giảng chậm lại cho quý vị nghe, để quý vị nhớ được cái phần nào thì nó cũng tốt cái phần đó. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi tiếp tục bị khen gỗ rồi, không thể phân tích được nhiều nữa. Thành ra chúng tôi xin được dứt cái tờ thuyết giảng này. Với những cái công đức mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nữ. Mong quý ngài vì được an vui và tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời để thích chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, và các vị chư thiên hộ trì chánh pháp luôn cả các vị long vương ngàn thạc bà, ngạ quỷ Atula, những chúng sanh già so, các vị chư thiên viên chúa diêm dương, chúng sanh trong ba giới cũng loài hoan hỷ tòa lạnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Phúc Tấn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được. Chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính Nhân Mít Đếm Sư. Vô tư sắp bà mang ngô lăng rạc khăn tư sắp bà đê vô tư sắp bà bút đà nữ phá quê nữ sá đà sá thị quân tư tê. Vô tư sắp bà mang ngô lăng khăn tư sắp bà đê vô tư sắp bà hàm má nữ phá quê nữ sá đà sá thị quân tư tê. Vô tư sắp bà mang ngô lăng rạc khăn tư sắp bà đê vô tư sắp bà sáng khá nữ phá quê nữ sá đà sá thị quân tư tê. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng ca sự thành lợi thiên đường đến người. Cầu xin tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi bồ đề, cung dân
Rồi sinh hồ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tùy khu chẳng lưng trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu, thiền nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chung thường, nõn thai thấp qua khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quánh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiền tri thức các ngài mở mang.